Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Đắk Lắk sau 15 năm phát động đến nay, phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, không chỉ cung cấp đủ máu cấp cứu điều trị cho các bệnh viện trong tỉnh mà còn hỗ trợ một phần cho Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Năm 2003, phong trào hiến máu tình nguyện ở Đắk Lắk chỉ tiếp nhận được 694 đơn vị máu, đạt gần 27% kế hoạch năm. Nhưng nhờ được tuyên truyền vận động sâu rộng nên từ năm 2004 đến nay, lượng máu tiếp nhận được từ phong trào hiến máu tình nguyện luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo đủ máu cho cấp cứu và điều trị của các bệnh viện trong tỉnh. Trong 15 năm qua, toàn tỉnh đã vận động được trên 165.000 lượt người tham gia đăng ký hiến máu, tiếp nhận trên 163.000 đơn vị máu, đạt 134% kế hoạch cả giai đoạn. Mặc dù là cái việc này là giao cho Hội Chữ Thập Đỏ cũng như là ban chỉ đạo của các cấp là chủ trì, nhưng phải luôn luôn có cái sự quan tâm của hệ thống chính trị, đặc biệt là cấp ủy chính quyền địa phương thực sự quan tâm. Và thứ hai nữa là cái sự nhiệt tình, trách nhiệm của cái ban chỉ đạo vận động hiến máu các cấp. Đó. Rồi cán bộ Hội Chữ Thập Đỏ đã có cái sự tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, mọi tầng lớp nhân dân. Và qua các cái đợt chương trình hiến máu lớn thì người dân người ta cũng có cái sự nhận thức được, người ta hiểu được cái việc ý nghĩa của hiến máu. Cho nên càng ngày như là phong trào càng lan tỏa. Với sự tuyên truyền rộng khắp, đã có nhiều người hiểu được ý nghĩa của phong trào, từ đó tự nguyện đăng ký tham gia. Điển hình trong phong trào này có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á chi nhánh Đắk Lắk. Hàng năm cứ đến ngày thành lập, đơn vị lại tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, xem đó như một món quà sinh nhật đầy ý nghĩa. Năm nay là năm thứ 9 liên tiếp đơn vị này tổ chức. Ngày hội với thông điệp Tôi yêu sự sẻ chia đã thu hút hơn 300 tình nguyện viên là cán bộ nhân viên ngân hàng, đối tác và khách hàng tham gia, thu được gần 120 đơn vị máu. Từ những lần tham gia tại đơn vị và địa phương, đến nay anh Trần Minh Phúc, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á chi nhánh Chư Mờ Ga đã tham gia hiến máu được 10 lần. Anh còn là một tuyên truyền viên về hoạt động hiến máu tình nguyện, giúp bạn bè, đồng nghiệp và khách hàng hiểu đúng hơn về ý nghĩa cao đẹp của hành động hiến máu, để từ đó cùng tự nguyện tham gia. Chúng tôi thấy việc hiến máu là chương trình rất hữu ích từ những cán bộ công nhân viên chúng tôi và cả tuyên truyền những khách hàng và người dân ở địa phương đến đây cùng hiến máu nhân những dịp sinh nhật ngân hàng chúng tôi. Bản thân tôi thì hiến máu khoảng 10 lần. Là từ những lần của đơn vị cũng như tại địa phương. Và thông qua những cái lần hiến máu thì tôi cảm giác sức khỏe tôi rất bình thường, không có gì ảnh hưởng tới sức khỏe. Thời gian qua, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp đã tích cực tuyên truyền ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện trong cộng đồng dân cư, các cơ quan đơn vị, đồng thời mở rộng lực lượng hiến máu tình nguyện đến mọi tầng lớp nhân dân, không chỉ học sinh, sinh viên mà thanh niên nông thôn, cán bộ, công nhân viên, lực lượng vũ trang, người lớn tuổi đều tích cực tham gia hiến máu. Nhờ vậy đã tạo tính bền vững cho phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh. Đặc biệt, các ngân hàng máu sống trên địa bàn tỉnh với trên 1.200 tình nguyện viên tham gia đã trở thành nguồn máu dự trữ kịp thời và hiệu quả, giúp người bệnh vào cấp cứu ở các bệnh viện trong tỉnh vượt qua cơn nguy kịch. Mục tiêu của ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện của tỉnh đặt ra không phải là các đơn vị mà hiện nay tổ chức lấy máu là đạt cái chỉ tiêu mà đề ra, mà quan trọng hơn bao giờ hết, chúng ta đã thể hiện sự quan tâm chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó là bà con với tinh thần hết sức là thoải mái và đến đây đã kết nối giữa các dân tộc với nhau mà đã thể hiện một cái ngày hội hết sức là ý nghĩa và cực kỳ quan trọng. Theo kế hoạch đề ra, trong giai đoạn 2019-2022, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk phấn đấu tuyên truyền vận động đạt 1,5% dân số tham gia hiến máu tình nguyện, vượt chỉ tiêu trung ương giao, xây dựng và mở rộng các loại hình câu lạc bộ hiến máu dự bị, câu lạc bộ người có nhóm máu hiếm tại các huyện, thị xã, thành phố để có nguồn máu dự trữ khi có nhu cầu.